Với mong muốn tạo kết nối mạnh mẽ giữa cộng đồng cựu sinh viên, nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng ban đại diện cộng đồng cựu sinh viên tổ chức ngày kết nối cộng đồng cựu sinh viên khoa học với nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên cùng hàng chục doanh nghiệp quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phiên chợ khoa học công nghệ đã mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, gia tăng giá trị thông qua việc tiếp cận các hướng nghiên cứu, sản phẩm khoa học, công nghệ mới của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp. Trong khuôn khổ ngày kết nối cũng đã diễn ra diễn đàn khoa học doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất năm 2023, FIIS. Theo các diễn giả, trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nguồn của các ý tưởng đột phá cần thiết phải xuất phát từ các cơ sở giáo dục đại học. Vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là cần thiết để hướng đến sự phát triển bền vững, tạo ra các giá trị cho cộng đồng xã hội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì vốn có một cái truyền thống trong cái việc đào tạo các ngành khoa học cơ bản. Gần đây thì chúng tôi tiếp cận với các cái nghiên cứu ứng dụng. Do đó, các cái hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo thì được nhà trường thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Chúng tôi có một cái đội ngũ thầy cô là những nhà khoa học đầu ngành rất là tâm huyết trong cái công tác đào tạo cũng như là nghiên cứu khoa học. Và chúng tôi có được rất nhiều sinh viên xuất sắc. Đây là sẽ là một cái địa điểm lý tưởng để hội tụ những cái nguồn lực có thể thúc đẩy cho sự phát triển bền vững. Tất cả những cái đề tài cũng như những cái sản phẩm mà có tính chất đột phá thì đều bắt nguồn từ các trường đại học. Rồi đó là lý do tại sao mà các doanh nghiệp hợp tác với bên trường, đặc biệt ở đây là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, để mình tìm kiếm những cái giải pháp và phối hợp chặt chẽ hơn trong cái việc phát triển những cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp về sản phẩm. Bản thân mà tôi cũng là đã có những cái ký kết hợp tác với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để phát triển những cái dịch vụ về công nghệ thông tin. Dịp này, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 8 doanh nghiệp, tổ chức các báo cáo giữa doanh nghiệp và nhà khoa học về cơ hội kết nối trên 4 lĩnh vực, gồm điện điện tử và vật lý ứng dụng, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, hóa học và vật liệu mới, công nghệ sinh học.